em chào các anh chị nha. Và em tên là anh Khôi. Hôm nay em sẽ làm một video kiểu khác. Và bây giờ em sẽ bắt đầu làm video nó nhé. Đây là cái thiết bị máy quay. Đây là máy quay nha các anh chị nha. Đây này, đây là máy quay các anh chị nha. Và đây là một cái đèn để cho sáng khung hình hơn. Còn một cái đèn nữa các anh chị ạ. Đây, còn đằng sau em này, này. Còn một cái đèn nữa. Và đây là một đèn nữa. Là một đèn live stream các anh chị ạ. Ba đèn liền luôn. Còn một cái thứ này. Đây, các anh chị có thấy không? Hôm nay em sẽ review con QG5x5MS. Như vậy các anh chị ạ, đọc như vậy. Và đây là một cái thảm bằng da bò. Bằng da bò. Ồ. Và hôm nay em rất hồi hộp để review cái hai cái này. Các anh chị có hồi hộp không? Nào, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Và em sẽ mở thảm trước. Và em sẽ lấy kéo để mở nó ra. Em rất hồi hộp bên trong. Em không biết là mở chỗ nào bây giờ. Hình như là Đây. Các anh chị đồng cảm cho em nhé. Mở cái này nó hơi lâu một chút. Đúng là cái thảm này người ta bọc chặt thiệt á. Đây. Và em đã lôi được ra. Em sẽ bỏ ra một bên nhé. Rồi. Và bây giờ em sẽ bắt đầu mở. Ồ. Người ta cho cái này là một chi nhỉ. Mình mở con đường. Ồ là là. Em mở được rồi này các anh chị. Wow. Ủa sao nó có cái này nhỉ? Anh chả hiểu nó cái gì. Thôi. Để nó đi. Đây. Ui chả ra. Gì à. Đây. Và bây giờ em sẽ bắt đầu tìm mở nhá. Đồ này. Em phải mở cẩn thận. Đúng. Đúng là cái này bằng da bò con chị ạ. À, đây là bằng da bò các anh chị nhá. Và ui. Ui trời. Ui. Kinh thiệt. Để em giải nó ra nha. Đây, và từ từ. Các anh chị đợi em một chút nhá. Sorry các anh chị, thảm này hơi to. Mở ra nào bạn ơi. Rồi, rất đẹp. Phải nói là kinh khủng. Không có gì bằng. Và bây giờ em không biết là cái này gì. Thôi, em sẽ để sang một bên nha. Và em sẽ về đến với nhân vật chính. Vừa thả mới và vừa quay đẹp nữa các anh chị ạ. Đúng à. Được thiệt đấy. Đây. Rồi. Y chà. Đây. Và em đã mở được rồi. Và bây giờ em sẽ bắt đầu mở nhé. Ở đây còn nữa này. Ui. Đây. Nằm như nào của chúng ta đây. Ở trong này thì có một bảng hướng dẫn giống như 3x3 của bên QG thôi. Và cũng không có gì cả. Em sẽ đóng hộp lại nhé. Rồi. Và trước là em cũng có một con 5x5 rồi. Nhưng mà nó cũng cũ rồi. Và em đang mua một con mới về. Đây. Em sẽ để cái này sang một bên nhé. Thực ra là 5x5 thì em ngày hôm qua mới học các anh chị ạ. Em bây giờ là 8 tuổi. Từ hồi 5 tuổi em đã biết chơi 5x5. Nhưng mà ngày hôm qua em mới học lại phương pháp nâng cao. Khá là mượt các anh chị ạ. Được. Về cảm nhận ban đầu của em thì con này khá là bượt. Và nhựa của nó khá là bóng. Và bây giờ em sẽ thử so sánh với con QG của 3x3 nhé.
Và một con nữa 5x5, em không biết đây là con gì cả. À, em thấy là màu con này thì đây là sticker, cho nên là em sẽ chỉ so bên ngoài thôi nhá. Đây, đây là cách mở. Đó. Các anh chị có thể nhìn thấy là con này cũng khá là tươi và đẹp. Còn so sánh với màu của 3x3 thì hai cái cũng xem nào thôi. Và các anh chị có thấy background đẹp không? Và cái này nó vừa khít với bàn em luôn. Đó. Và với cả là cái này các anh chị ạ, cái này là không phải là da bò các anh chị ạ, mà là da hình như là chỉ là da công nghiệp thôi. Da công nghiệp thôi. Vừa nãy thì em vẫn chưa nói nhiều về con Rubik 5x5 Free, mà bây giờ em sẽ nói sâu hơn một chút. Là em thấy là cái độ mượt của nó thì cũng chơi cũng rất với em nhá, với em chơi con này cũng rất mượt. Và hình như là người ta, em đoán là người ta đã lúc cho mình rồi, vì là chơi con này thì cũng đã rất mượt. Và em thấy là cái độ cắt góc của con này thì cũng em cũng không biết nói thế nào với độ cắt góc của con này. Một phần mạnh và một phần yếu. Một phần mạnh và một phần yếu. Đấy. Và cái nâm châm của nó thì khá là kiểu kịch một chút luôn ấy. Em cảm giác được khi mà con xoay chậm này, đến gần là nó kịch luôn này. Kịch luôn. Bây giờ em sẽ làm một soft cho anh chị xem nhá. Em sẽ xem nào. Vì cái cục như cái mấy cái cục to này là em, lúc của em hơi kiểu không tốt đấy hả? Bốn giây 38 các anh chị ạ. Và em thấy là làm con này thì hơi kiểu, em thấy là con này thì cũng hơi nặng đấy các anh chị ạ. Và với những người mà tay khỏe thì có thể chơi con này phù hợp. Và có những người như tay em thì cầm không nhấc lên nổi, mà em cứ phải kiểu chơi này, kiểu phải tì xuống này. Và đó là những cái cảm nhận về con Rubik Quy 5x5
này. Đấy là cảm nhận của em nhá. Và nếu mà em có thiếu sót cái gì thì các anh chị hãy comment xuống dưới để em có thể biết để em chỉnh sửa. Nếu các anh chị muốn em review một con nào nữa thì các anh chị hãy comment xuống dưới để em cùng biết nhé. Nếu các anh chị nào chưa đăng ký em thì các anh chị hãy đăng ký, nhấn chuông tinh tinh và like cho em nhé. Mua à.